Mới đây, dân mạng đang xôn xao tranh luận về một bài toán mẹo được đăng tải trong nhiều rao lớn nhỏ. Câu hỏi như sau, chọn 6 tờ tiền với 3 mệnh giá khác nhau sao cho tổng bằng 100.000 đồng. Câu hỏi đang hát não dân mạng. Một câu hỏi tưởng chừng khá đơn giản dành cho học sinh tiểu học, thế nhưng dân mạng sau một hồi thử hết các phương án vẫn loay hoay không ra kết quả. Bởi trong hệ thống tiền tệ Việt Nam hiện tại có các mệnh giá 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 và 500.000 Việt Nam đồng. Tuy nhiên, để lựa chọn 6 đồng tiền với 3 mệnh giá có tổng bằng 100.000 đồng thì có lẽ chỉ 4 mệnh giá 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 là phù hợp, các mệnh giá khác lớn hơn hoặc quá nhỏ, bị loại trừ. Nhưng tính làm sao thì dân mạng cũng không thể sử dụng 6 đồng tiền để có tổng là 100.000 đồng. Mới đọc tưởng dễ, sử dụng một tờ 50k, 4 tờ 10k, 2 tờ 5k. Nhưng tính đi tính lại vẫn không đúng. Một dân mạng còn cẩn thận giải bài toán này và kết luận vô nghiệm. Những ý kiến của dân mạng rằng bài toán này vô nghiệm không có đáp án đều không sai. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một bài toán mẹo và lời giải lại vô cùng bất ngờ. Hóa ra, không phải tổng là tính tổng theo cách thông thường mà là xếp các tờ tiền cạnh nhau tạo thành con số 100.000 đồng. Sau khi biết được kết quả, nhiều người chỉ biết cười trừ. Hiện tại, bài toán này vẫn đang thu hút sự chú ý của đông.